chuyển từ giường sang xe lăn. Bệnh nhân ung thư yếu ớt, không thể tiếp tục thói quen sinh hoạt hàng ngày, có thể cần một số trợ giúp từ người chăm sóc của họ. Người chăm sóc có thể hỗ trợ bệnh nhân ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, sử dụng nhà vệ sinh và di chuyển bệnh nhân qua xe lăn hoặc chỗ ngồi khác trong nhà. Trong video này, chúng ta sẽ đề cập đến một trong những hoạt động của cuộc sống hàng ngày, chuyển từ giường sang xe lăn với sự trợ giúp vừa phải. Hỗ trợ nhịp nhàng yêu cầu cả người chăm sóc và bệnh nhân cùng hợp tác và dùng cùng một lượng sức tương nhau để di chuyển. Điều quan trọng là người chăm sóc phải biết các kỹ thuật dịch chuyển chính xác để họ có thể xác định vị trí cơ thể tốt để tránh bị thương ở lưng. Biết cách giúp đỡ bệnh nhân và có thể hỗ trợ bệnh nhân một cách chính xác sẽ làm cho việc chăm sóc họ bớt căng thẳng hơn. Bước 1. Chuẩn bị xe lăn. Bỏ phần kê tay gần giường nhất. Đảm bảo rằng chỗ để chân không bị lệch. Bỏ hoặc gạt qua một bên chỗ để chân, tùy thuộc vào cấu hình của xe lăn để ngăn ngừa bệnh nhân hoặc người chăm sóc khỏi vấp ngã trong quá trình di chuyển. Bước 2. Quay đầu giường. Sử dụng các hướng dẫn đơn giản và rõ ràng cho bệnh nhân biết bạn sẽ làm gì khi thực hiện hành động. Trong trường hợp này, bệnh nhân cập đầu gối phải quay sang trái. Với tay phải của bạn giữ trên vai đối diện của bệnh nhân, phải, và tay trái giữ vào hông đối diện của bệnh nhân, hông phải, xoay bệnh nhân về phía bên trái của cô ấy. Bước 3. Ngồi dậy. Nhẹ nhàng hạ chân bệnh nhân ra khỏi thành giường bằng tay trái của bạn, trong khi đỡ xương bả vai phải của cô ấy bằng tay phải của bạn. Đặt tay trái của bạn lên hông phải của bệnh nhân và tay phải của bạn ở bả vai phải của cô ấy để đưa bệnh nhân về tư thế ngồi. Bệnh nhân có thể hỗ trợ bằng cách đẩy tay trái xuống giường để ngồi dậy. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi một chút nếu cô ấy cảm thấy chóng mặt. Để bệnh nhân nghiêng người về phía trước, kéo người về phía bạn để bàn chân cô ấy đặt phẳng trên sàn. Bước 4. Chuyển từ giường sang xe lăn. Đặt xe lăn cần bệnh nhân một góc 30-45 độ với phanh được khóa đúng cách. Đảm bảo chân của bệnh nhân được đặt đúng vị trí trên sàn. Đặt tay của bạn lên phần trên cơ thể của bệnh nhân. Nghiêng bệnh nhân về phía trước trước khi nâng bệnh nhân và hướng bệnh nhân về phía xe lăn. Trong quá trình xoay người, nhẹ nhàng hạ bệnh nhân xuống xe lăn. Kéo cơ thể bệnh nhân vào sau xe lăn và đặt cô ấy ở một vị trí thoải mái. Tránh để bệnh nhân quàng tay qua cổ bạn hoặc nắm lấy bạn vì điều này có thể khiến cả hai cùng ngã. Điều chỉnh chỗ để tay và chỗ để chân trở lại vị trí của chúng. Đặt bàn chân của bệnh nhân trên giá để chân. Nhìn chung, xe lăn với tay vịn có thể tháo rời và chỗ để chân kiểu đu quay linh hoạt và lý tưởng hơn nếu bệnh nhân cần hỗ trợ nhiều hơn trong việc dịch chuyển. Mẹo dịch chuyển. Trước khi di chuyển bệnh nhân, cần lưu ý những điểm sau. 1. Hình dung trong đầu bạn cách thức di chuyển sẽ được thực hiện. 2. Hiểu những hạn chế của môi trường và vì mỗi tình huống và tình trạng của bệnh nhân có thể khác nhau. 3. Đảm bảo rằng xe lăn và hoặc giường được khóa đúng cách khi sử dụng và hệ thống phanh của nó hoạt động tốt. Bốn, luôn thông báo cho bệnh nhân biết bạn sẽ làm gì và làm việc theo tốc độ của bệnh nhân để tránh bất kỳ cử động đột ngột nào. Năm, kiểm tra xem bệnh nhân có đau không. Sáu, luôn ở gần bệnh nhân để bạn sẽ có thể phản ứng nếu bất cứ điều gì xảy ra. Việc chuyển từ giường sang xe lăn với sự hỗ trợ vừa phải có thể được thực hiện dễ dàng hơn khi các hướng dẫn được tuân thủ chặt chẽ.
hãy nhớ rằng bạn không ở trong này một mình. Tiếp cận để được giúp đỡ và trang bị cho bạn kiến thức và sự hỗ trợ phù hợp. Đội ngũ y tế đồng minh chuyên nghiệp của Ken Hobbs luôn sẵn sàng để giúp đỡ và chăm sóc bạn và những người thân yêu của bạn.